các bạn cùng theo dõi trận đấu đơn tiếp theo ở vòng loại, đó là Phúc Thanh Hóa và Trọng ở Hưng Yên. Đang thực hiện quá trình giải bóng quả thứ hai.
Thứ ba này của Thanh Hóa được chấp ban quản. Thứ ba này và bắt cổ tay trên bàn. Đây là những cái gọi là kỹ thuật vụt bóng thuận tay trên bàn. Ghi điểm trực tiếp luôn. Với pha tình huống rất khéo léo. 2-5. Và bắt ngắn rất là tuyệt vời. Rồi cô lại 6-3. Rồi bóng rất cao, tuy nhiên thì Phúc đã tấn công thả lỏng ra, chạy thả lỏng ra. Hay.